Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Và rất nhiều anh em hỏi mình rằng các cái thẻ Master 5 có thực sự mạnh không? Và nó sẽ tăng vào đâu? Và thực tế thì nó có lên được nhiều đám hay không? Thì ngày hôm nay mình sẽ có một clip chia sẻ cách thức hoạt động của thẻ Master 5 nha anh em. Và vì số lượng thẻ của Master 5 rất là nhiều nên khó để có thể làm hết trong một video. Nên mình sẽ chia cái series này ra làm nhiều phần. Và phần đầu tiên mình muốn giới thiệu chia sẻ với anh em đó chính là thẻ Master 5 loại 1, hay còn gọi là option khác type 1 nha anh em. Và nếu như anh em chưa hiểu được cả cái cách chế tạo thẻ Master 5 thì anh em có thể xem lại cái video gần đây nhất của mình, hoặc là có thể là mình sẽ để link ở bên góc bên dưới đây nhé. Và anh em có thể click vào để xem rõ hơn. Và thẻ Master 5 loại 1 là gì? Đó chính là thẻ Master 5 khi anh em nhấn Ctrl + G lên thì anh em sẽ lọc cho mình là filter và chọn là option card type 1, tức là thẻ Master 5 loại 1. Và đây là tất cả những cái gì thẻ Master 5 loại 1 mang lại cho chúng ta. Và các cái thẻ này sẽ được khảm vào đâu và nó sẽ được tăng lên những cái gì thì mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu nhé anh em. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng Master 5 loại 1 với option đầu tiên, đó chính là strength, chỉ số sức mạnh sẽ được tăng thêm, tức là strength start increase. Và ở đây mình đã tăng cái thẻ Master 5 loại 1 của mình lên level cao nhất là level 5 để có thể thấy được cái lượng thay đổi một cách rõ ràng nhất cho anh em. Khi mà anh em đưa cái thẻ Master 5 loại 1 này vào thì nó sẽ được kích hoạt nhé anh em. Và đối với thẻ Master 5 loại 1 tăng sức mạnh lên 52 điểm level 5 thì nó sẽ tăng vào đâu? Thì để thấy rõ được cái sức tăng trưởng này thì anh em có thể nhấn bảng C cho mình và chọn normal. Ở đây sức mạnh của mình hiện tại là 2000, đây mình tắt cái bảng Master 5 đi nhé. Ở đây là 2041 cộng 89 điểm Master 5 nhé, cộng 89 điểm tăng thêm. Bây giờ mình sẽ đưa thẻ Master 5 tăng sức mạnh của mình vào. Đấy, đưa vào cộng 52 điểm. Đó, anh em có thể thấy từ 89 điểm bây giờ nó là tăng thêm 141 điểm. Và điều đặc biệt nữa anh em có thể thấy khi mà chúng ta tăng sức mạnh vào thì các chỉ số như là attack power cũng sẽ được tăng thêm này nhé. Từ mình bỏ đi nhé, từ 10.133 điểm đến cao nhất là 10.645 điểm. Mình đưa vào này nha. Đấy, lên 10.150 và 10.670 điểm, cũng như là cái combat power cũng sẽ được tăng thêm nhé. Rồi, vậy khi mà chúng ta tăng thêm Master 5 loại 1 sức mạnh lên 52 điểm thì thực tế sức mạnh có tăng hay không? Rồi chúng ta sẽ cùng test luôn. Ở đây thì mình sẽ có một cái Fera của con bot Fera và mình sẽ test ở đây nhé. Mình sẽ bỏ cái bảng Master 5 này đi và chúng ta sẽ cùng test xem lượng đam thực tế của nó là bao nhiêu. Chúng ta sẽ cùng nhìn nhé. Mình sẽ nhìn cái đam màu gạch. Đấy, 147 anh em, 147.000, 147, 148, 149, 150. Đấy. Chúng ta sẽ chọc một tí xem thế nào. Mình sẽ nhìn ở lượng đám thấp nhất để anh nhận thấy được nhé. 149, 148 đấy anh em. 148, 569 kìa. Đó, chúng ta sẽ cũng đợi một tí xem cái lượng đám thấp nhất là bao nhiêu. 148 000 kìa, 008 nha anh em. Anh em sẽ nhìn vào lượng đám màu gạch này nha anh em. Rồi, mình sẽ cho là 148 nha anh em. 148k. Và bây giờ mình sẽ đưa bảng Master 5 loại 1 này vào đây anh em. Để nhằm đây là loại 2 anh em, ở đây là 1 mình đây. Đấy, còn 52 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thêm lượng đem tăng thêm là bao nhiêu. 150 liên tục kìa anh em, cùng là 148. 151 này anh em kìa. Bây giờ cao nhất là đã là 151 rồi. Hồi nãy là chỉ có 150 thôi. Đó, 151 kìa anh em. Đấy, 151 ra rất là nhiều. Bởi vì chúng ta chỉ tăng 52 điểm vào sức mạnh nên chỉ số nó thay đổi không quá là nhiều anh em. 151k từ 148, 149k lên được 151k thì chúng ta có thể khoảng gần 3.000 đam được tăng thêm anh em. Rồi, trên đây là thẻ Master 5 loại 1 tăng sức mạnh của chúng ta lên 52 điểm. Master 5 này bằng cái thẻ tăng đam thuộc tính lên 165 điểm. Ở đây anh em để cho mình này, mình sẽ bật bảng C lên. Đây. Bây giờ lượng đam thuộc tính của mình, đây là đam lửa đấy nhé, tăng đam lửa. Thì lượng đam lửa của mình sẽ là 1309 điểm là thấp nhất và 1561 điểm là cao nhất. Và bây giờ mình sẽ đưa vào anh em này. Rồi, tăng 165 điểm. Bây giờ lượng sức mạnh tăng vào hệ lửa của chúng ta đã lên được 1474 điểm đấy nhé. Và lượng sức mạnh cao nhất có thể tăng thêm của đam thuộc tính là 1726. Tuy vậy lượng đam ATK sẽ không thay đổi nhé, mình bỏ ra cho anh em thấy này. Đó, lượng ATK cơ bản sẽ không thay đổi mà nó chỉ tăng vào lượng ATK lửa thôi. Đấy, anh em có thể thấy tất cả các chỉ số khác đều không thay đổi, chỉ có hệ lửa là sẽ được tăng thêm. Như vậy trong quá trình đi trên thì như thế nào? Thì đi trên thì chúng ta sẽ không sử dụng nhiều về đam thuộc tính, thay vào đó chúng ta sử dụng đam thuộc tính trong PvP. Và để có thể test rõ nhất thì mình sẽ đưa một con nhân vật SM của mình lên và mình sẽ test khi mà nó đam SM ở lúc không có tăng thêm sức mạnh vào hệ lửa và lúc có tăng thêm nhé anh em. Rồi, ở đây mình sẽ mở thêm một cái cửa sổ nhỏ cho anh em thấy là mình đang test ở trên con nhân vật DW của mình. Rồi, đầu tiên mình sẽ bỏ đi cái bảng Master 5 anh em. Đó, bỏ đi, chúng ta sẽ không còn nữa anh em. Rồi chúng ta sẽ xem lượng đam của em nó là bao nhiêu. Từ từ đi nhé, mình sẽ bỏ cái này đi một tí. Rồi, ok, chúng ta đam lại nào. Rồi bây giờ mình sẽ test lên con nhân vật DW của mình. 1100, 1200 là cao nhất đi nhé. Lại này, ta sẽ test lại một lần nữa này. Đó, 1074 nó dao động chưa tới 1000, chưa tới 1100 như nhé. Tiếp này. Cao nhất là 1200 này anh em, 240. Lần nữa này. Đó, 1246. Ok, dao động dưới 1250 là lượng đam cao nhất mà em có thể gây ra. Bây giờ mình sẽ bỏ cái tăng đam hệ lửa của mình vào. Đây, tăng đam hệ lửa lên 165 điểm để xem thực tế nó sẽ tăng được bao nhiêu. 1233 điểm. Ta sẽ cùng test lại một lần nữa nhé. 1002, 1001 không hề xuất hiện 1000 như lần trước nữa. Chỉ số bây giờ của nó là rất là nhiều rồi. Đó, 1003 luôn kìa anh em. Tính nhau vài điểm đam thuộc tính thôi là nó đã có thể gây được hiệu ứng dính para và hiệu ứng dính trói chân rồi nha. Đó, 1200 mấy luôn anh em, lên một giải gần như là không mic. Đấy, lâu lâu thì nó vẫn là 1000 nha nhé. Lại lần nữa này, cái tắc này. Đó, 1192. Đó, 1258. Cao nhất là 1300. Vậy chụp lại lượng đam tăng thêm của tấn công vào hệ lửa nó sẽ lên được 1301 điểm là cao nhất, so với lúc trước là 1246, tức là nó lên được khoảng hơn 50 điểm đam thuộc tính. Là thẻ tăng đam thuộc tính toàn hệ nha nhé. Đầu tiên mình vẫn sẽ bật bảng C lên cho anh em thấy, và là 1390 không lẽ chính này, và tất cả các chỉ số là mình để thể hiện ở trên video. Và bây giờ mình sẽ đưa đưa vào là anh em sẽ nhìn thấy sự thay đổi này. Đó, anh em thấy không? Lượng đám tăng thêm đã được lên 1451 điểm so với là 1309 hồi nãy. Và toàn bộ các cái hệ nó đều được tăng thêm chứ không chỉ một cái hệ lửa như hồi nãy. Anh em để ý đó, 1200 này và cao nhất là 1700 này. Bây giờ mình đưa vào này. Đó, cao nhất bây giờ là 1800 và thấp nhất là 1400 chứ không phải là 1200 như hồi nãy nữa. Rồi, hồi nãy chúng ta đã test khi mà không có thẻ Master 5 là 1 là 1030 mấy điểm hoặc cao nhất là 1246. Bây giờ mình sẽ sử dụng với thẻ Master 5 11 Attack Power Increase nhé, tăng toàn hệ đam thuộc tính để xem lượng đam em nó gây ra là bao nhiêu. 1200 chưa thấy sự rõ ra. Tiếp 1448, quá là khủng khiếp anh em ơi. Anh em có thấy 1448 điểm không? Đó, toàn 1200, 3004 không à? Lần nữa anh em. Đó, 1450. Đó, sức mạnh đã được tăng thêm rất là nhiều nữa nhé. Sức mạnh đã được tăng thêm rất là nhiều. Như vậy, bảng này rất thích hợp cho đi PvP đối với thẻ Element Attack Power Increase lên 142 điểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với thẻ tiếp theo. Ở thẻ tiếp theo mình sẽ sử dụng thẻ tăng phòng thủ hệ lửa lên 112 điểm. Để có thể test được bảng này thì mình cũng sẽ bật bảng C lên đầu tiên. Đấy, bảng C. Anh em để ý vào dòng phòng thủ cho mình là phòng thủ ở đây đi nhé. Phòng thủ này, PvE là phòng thủ đối với khi đi trên quái vật và PvP khi đi đánh với người là 2368 điểm. Bây giờ mình sẽ đưa cái thẻ phòng thủ này lượt này lên 2480 nhé. Em để ý không? Tất cả các chỉ số trên này không thay đổi, nó chỉ tăng đúng mỗi cái dòng này thôi anh em này. Và cái dòng PvE thế này. Đây, anh em để ý này. Đó, đó chỉ thay đổi hai cái dòng này thôi, lên 2002 và 2480 đối với PvP. Rồi bây giờ mình sẽ cùng anh em sẽ đi đến với thẻ tiếp theo, đó chính là thẻ tăng crit dam. Đấy, crit dam thêm 720 điểm. Thẻ này sẽ tăng vào đâu? Mình sẽ bật về bảng normal và chúng ta sẽ chú ý cho mình ở crit dam nhé. Này, crit dam increase này 260 này, bây giờ lên 980 điểm. Anh em có thể thấy là mình di chuyển cái này ra cho anh em dễ thấy hơn này. Mình bỏ nó ra đi nhé, là 260. Và bây giờ là 980 điểm. Và lượng increase này nó sẽ thay đổi ở đâu? Mình sẽ đánh bằng năm thường ở cái viên test này cho anh em thấy. Đấy, từ 156.000 credit time này 156, đúng không? 156 đam màu xanh, đam màu xanh. Bây giờ mình sẽ bỏ vào này, đó, lên 163.189, lên 163.189. Đó, anh em thấy không, nó lên được tầm 7.000 đam, khá là nhiều đấy anh em ạ. Như vậy á, viên này đi cho PvP cũng rất là ngon đấy nhé. Nó tăng đam rất là nhiều. Nó tăng đam rất là nhiều hơn so với cái việc mà anh em sử dụng tăng trên. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với thẻ tiếp theo. Master 5 loại 1 double dam nhé anh em. Ở bảng này nó sẽ có một điều đặc biệt, đó chính là thẻ double dam increase nó sẽ không tăng vào cái chỉ số ở bảng C cho chúng ta và chúng ta sẽ rất khó nhận thấy được điều đó. Đây, mình sẽ đưa vào cho anh em thấy này. Đó, không hề có một sự thay đổi nào nhé. Không hề có một sự thay đổi nào cả. Ở đây cả, tháo ra. Anh em thấy không? Không hề có một sự thay đổi nào. Như vậy, đối với thẻ Master 5 Double Dam này, khi mà nó không hiển thị ở trên bảng C của chúng ta, thì nó có thay đổi trong đam của chúng ta ở thực tế hay không? Bây giờ mình sẽ cùng với anh em kiểm tra. Anh em nên nhớ cho mình con số cụ thể khi mà mình test đam mà không dùng thẻ Master 5 loại 1 anh em. Ở đây double dam thì mình sẽ nhìn vào cái dòng double dam là dòng màu xanh nước biển có nhân 2 dam cho dễ nhìn nhé nhé. Đây là 156 chưa có double dam, 156.800 có nhân 2 lên là 313.000. Đam màu xanh anh em, đam màu xanh nước biển anh em để ý, xanh nước biển 313.000, 336, 313, 336. Rồi bây giờ mình sẽ đưa thẻ Master 5 của chúng ta vào đây anh em. Rồi đã đưa vào, tăng 240 điểm để xem thực tế nó có tăng hay không. 313668 anh em. Anh em để ý kỹ cho mình nhé, lâu lâu nó mới ra double dam thôi, vì mình đang sử dụng set giá thường để có thể nhìn đám cho nó dễ. Đâu rồi, ra đi nào. Đó, 313576. nhé, 313668. 313668. Anh em để ý nó chỉ tăng từ 336 lên 668, tức là nó tăng cho chúng ta khoảng là 340 điểm đấy nhé. Tầm 340 điểm đám ấy, không quá nhiều anh em nhỉ. Bởi vậy nên em có thể loại bỏ cái bảng double dam này ra khỏi thẻ Master 5 của chúng ta khi mà đi trên. Đấy, đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ với anh em ở trong cái ngày hôm nay. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với thẻ Master 5 tiếp theo. Thẻ Master 5 tiếp theo đó chính là thẻ loại 1 của Minimum Attack Increase. Đây, cái này chắc chắn thì nó sẽ tăng ở bảng C cho chúng ta thấy được. Minimum tức là lượng đám thấp nhất, thì anh em nên để ý cho mình ở cái Attack Power này này, 1133 điểm. Bây giờ mình đưa nó vào cho anh em thấy. Đó, nó chỉ thay đổi bên này thôi, nó để lên cho mình là 10.348 điểm. Đó, anh em thấy chưa? Rồi, mình sẽ nhưng mà nhìn vào đám thường. Nhìn vào đám thường là đám màu gạch thì bây giờ lượng đám thấp nhất của chúng ta là 150k kìa anh em. Chúng ta sẽ test lại là 150k. 151, trung bình 150, 151 vẫn xuất hiện 149k nha nhé. 150k đam này. Rồi mình sẽ bỏ cái bảng minimum này đi. một trăm bốn mươi chín xuất hiện 148 người anh em. 149 xuất hiện khá là nhiều, chứ không phải là 150, 151 như hồi nãy nữa. 149, lâu lâu nó sẽ vẫn có 150, 51 như nhé. Đó là mắc đam rồi, min đam nó giảm rất là sâu, 147 anh em. Không có sẽ là 147k, như vậy là nó lên được tầm khoảng gần 3k đam, 3.000 đam anh em. Tiếp tục chúng ta nhận xét là đây là một trong những cái thẻ ta cũng không cần thiết khi mà đưa vào đi PvP, PvM nha anh em. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với nút Attack nha anh em. Mình lưu ý với thẻ nút Attack này cho anh em là gì? Đối với nút Attack Power Increase thì chúng ta sẽ phải sử dụng là nút Attack Dam nhé nhé. Chúng ta sẽ phải đổi lại cái bảng đầu tiên này, chúng ta sẽ đưa vào nút đây, nút Dam thì ở dưới này cái nút Dam Increase này của chúng ta mới tăng nhé nhé. Và nút Dam thường chúng ta bây giờ là bao nhiêu? Chúng ta sẽ để ý vào đam màu vàng nhạt và màu trắng và màu hồng đấy nhé nhé. Cái giải này anh em để ý cho mình, 10.000 cao nhất là 10.921, đam cao nhất 10.925 điểm là lượng nút dam gây ra khi không có thẻ Master tăng vào skill nút dam. Bây giờ mình sẽ đưa vào 273 điểm, có lên được 11.000 không? 11.316 nhé, 11.316, 11.100 kìa, 11.190 kìa, 11.300, 11.300, 11.000, Nó sẽ thay đổi, nó cũng có mắc đam và minh đam đấy nha. Ta sẽ đấm một lát để xem lượng đam cao nhất. 11.331, 316, 11.316, cao hơn rất là nhiều anh em, cao hơn tầm bao nhiêu anh em nhỉ, tầm 4.000 đam, 4.000 đam, 4.000 đam, nút đam, đam tăng thêm. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với thẻ tiếp theo. Thẻ tiếp theo thì chúng ta sẽ có đó chính là thẻ Bot Attack Increase, tương tự như đối với thẻ Bot, tương tự như đối với là thẻ nút đam thì chúng ta cũng phải đưa extra đam bot vào đấy, tăng bot đam. Và bây giờ bot, đối với bot đam thì nó sẽ gây đam 2 mục tiêu, vì vậy nó sẽ làm nhỏ đam của chúng ta lại. Anh em để ý bao nhiêu, 6.576, 6.614, 6.628, rồi 6.628. Đây là lượng đám bot đam của chúng ta. Tiếp tục chúng ta sẽ đưa vào đây bot đam của chúng ta đây nhé, mình sẽ đưa vào tăng thêm 182 điểm. Này là 6.628 đúng không? 6.700, 6.794. Có vẻ đó là con số cao nhất rồi anh em ạ. À. 6.809, 6.809 điểm. Nó chỉ lên cho chúng ta gần 2.000 điểm đấy nhé, chỉ là được gần 2.000 điểm thôi, 2.000 điểm. Nhưng mà nếu như mà nhân cho 2 mục tiêu thì chúng ta sẽ được 4.000 đam. Anh em phải lưu ý là bot đam nó sẽ gây đam 2 mục tiêu, sẽ là 4.000 đam. 4.000 đam thì nó sẽ vẫn nhìn hơn cái nút đam một chút nếu như mà chúng ta đi trên. Tiếp tục chúng ta sẽ đổi qua thẻ cuối cùng, đó chính là thẻ Wide Area, tức là đam diện rộng, đam AOE. Tương tự như vậy mình sẽ để bảng đam AOE vào, chưa để bảng Master 5 như nhé. Ta sẽ cùng nhìn đam như vậy này, 3.267, 69, 270. Rồi 3.270 điểm nên nhé. Tiếp tục ta sẽ đưa bảng thẻ Master 5 vào đây nha, còn 91 điểm. Mình nghĩ là sẽ không nhiều anh em ạ. À. 3.400, 3.406, con số nào cao hơn không? 3.402, thấp hơn 3.406 hồi nãy nữa. 10. Có vẻ thấp anh em nhỉ. 3.406 là cao nhất nhé, 3.406. 3.270 là tăng 200 điểm, 200 điểm mà nhân cho đam diện rồng thì mục tiêu cao nhất là sẽ là 4, mình coi nhân 4 đi, 200 nhân 4 thì cũng 800 điểm. Đây là một lựa chọn ta không nên bỏ vào đối với nhân vật DK nha nhé, không có quá nhiều đam đâu, tăng không quá nhiều đam so với là bot đam cũng như là nút đam. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với thẻ Master tiếp theo. Thẻ Master tiếp theo mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là Extra Dam, Extra Defense, là phòng thủ mở rộng. Ở cái phòng thủ mở rộng này thì chúng ta sẽ cùng này mình quên nói với anh em là khi anh em tăng vào đây này, đây đây mình sẽ dùng cái đúng thể đây thì AOE English nó sẽ được tăng vào chỉ số ở bên này nữa nhé. Thế khó nhìn một tí đây, anh em để ý này, mình đưa vào này 91 điểm này, hiện lên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với phòng thủ này. Đây, phòng thủ bây giờ tăng đến 175 điểm. Sức mạnh phòng thủ của hiệu ứng Master 5. Còn phòng thủ cơ bản của chúng ta sẽ không thay đổi nhé. Đây mình sẽ bỏ ra 5867. Vật lá 5867 không ảnh hưởng. Nên anh em lưu ý cho mình, nó chỉ tăng vào phòng thủ của hiệu ứng mở rộng của thẻ Master 5. Rồi trên đây là một cái video nhỏ của mình chia sẻ về cách thức hoạt động của thẻ Master 5 loại 1 cho anh em thấy. Và nếu như anh em có bất kỳ cái thắc mắc nào trong cái video này thì anh em hãy để lại comment cho mình. Mình sẽ trả lời giải đáp thắc mắc cho anh em về bảng Master 5. Cũng như anh em muốn yêu cầu mình nói rõ thêm điều gì thì cũng đừng ngại ngần mà để lại comment nha anh em. Và anh em đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và click vào quả chuông để anh em có thể theo dõi các video tiếp theo của mình với cách thức hoạt động của thẻ Master 5 loại 2 để xem nó có gì khác biệt so với loại 1. Và bye bye. Một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.